giá tiêu thế giới Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IPC, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.426 đô la Mỹ một tấn, tăng 0.03%, giá tiêu trắng muôn đạt 8.744 đô la Mỹ một tấn, tăng 0.03%. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ở mức 6.175 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mức cao giao dịch ở 5.800 đô la Mỹ một tấn với loại 500G1L, loại 550G1L mức 6.200 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.500 đô la Mỹ một tấn. Theo Eurostar, Kim ngạch nhập khẩu cà phê của EU từ thị trường ngoại khối trong năm tháng đầu năm 2024 đạt 4,93 tỷ euro, tương đương 5,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu cà phê của EU từ Việt Nam ghi nhận mức tăng cao 71,5%, đạt trên 1 tỷ euro, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối tăng mạnh từ 16,1% trong năm tháng đầu năm 2023 lên 20,35% trong năm tháng đầu năm 2024. Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong năm tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê đạt 3,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 226 triệu đô la Mỹ tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 6,62% trong năm tháng đầu năm 2024, cao hơn so với thị phần 5,26% trong năm tháng đầu năm 2023. Theo số liệu thống kê từ cơ quan hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu cà phê đạt trên 553 triệu đô la Mỹ tăng 84,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 41,28 triệu đô la Mỹ, tăng 107,1%. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ 6,65% trong 6 tháng đầu năm 2023 lên 7,46% trong 6 tháng đầu năm 2024. Giá tiêu trong nước Giá tiêu hôm nay ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ giảm 1.000 đồng 1 kg ở một vài địa phương so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 138.139.000 đồng kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là 139.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 139.000 đồng 1 kg giảm nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu chư Sê, Gia Lai, thu mua ở mức 139.000 đồng 1 kg giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắc nông hôm nay ghi nhận ở mức 139.000 đồng 1 kg giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa, Vũng Tàu hiện ở mức 138.500 đồng 1 kg, giảm 1.500 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng 1 kg giảm 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Như vậy, giá tiêu hôm nay 16 tháng 8, giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg tại một số địa phương ở vùng trồng trọng điểm, ghi nhận mức giá cao nhất 139.000 đồng, giao động ở vùng giá 138.000-139.000 đồng 1 kg.